Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, thứ Sáu ngày 30 tháng 7. Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã mang lại diện mạo mới với nhiều khởi sắc cho nông thôn Tuyên Quang. Là một trong những đòn bẩy trong phát triển kinh tế, tham gia tích cực trong việc tái cơ cấu nông nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò là cầu nối trong quá trình sản xuất hàng hóa. Mô hình tổ COVID-19 cộng đồng được xem là cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng tuyến đầu cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhật Bản ngày hôm nay tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trên 10.000 ca. Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện dần theo hướng hiện đại, thu nhập bình quân của người nông dân tăng hơn 4 lần. Có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đó là những kết quả nổi bật được đề cập tại hội nghị tổng kết nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức chiều nay. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu, Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện thành phố. Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Tuyên Quang. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Sau hơn 10 năm, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã có những chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi. Đã có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nâng số tiêu chí bình quân lên trên 15 tiêu chí trên xã. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2008-2020 tăng bình quân 4,4% trên năm. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung, khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đi sâu phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đặc sản của từng lĩnh vực. Đã có 79 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP được công nhận, thu nhập bình quân của người dân trong khu vực nông thôn đạt bình quân gần 30 triệu đồng trên năm, tăng hơn 4 lần so với năm 2008. Vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy, nhất là trong tham gia thực hiện các chính sách theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Giai đoạn 2010-2020 đã hoàn thành trên 4.000 km đường giao thông nông thôn, xây dựng nâng cấp 970 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, trong thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vẫn còn 5 trên 21 chỉ tiêu chưa hoàn thành so với mục tiêu đề ra. Việc ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ còn chậm, công tác quảng bá, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, tìm kiếm kênh tiêu thụ mới chưa được đẩy mạnh. Việc xây dựng, quản lý, phát triển và bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mới tập trung ở một số sản phẩm đặc trưng, chủ lực. Đời sống của người nông dân nhìn chung vẫn ở mức thấp, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thuần túy. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đề cập các vấn đề. Thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2045, phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân trên 4% trên năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 44 triệu đồng một người trên năm. Trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, một huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung khẳng định, những kết quả tỉnh Tuyên Quang đạt được trong việc thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã xác định một trong ba khâu đột phá là phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, nhân dân về vấn đề này, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Cùng với đó, tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chính sách được ban hành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, ứng dụng công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng, cho thu nhập cao và phát triển bền vững, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng cao giá trị hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các ngành hàng nông lâm nghiệp thủy sản thông qua nâng cao năng lực chế biến,
đa dạng hóa sản phẩm theo chuỗi gắn liền sản xuất với kết nối tiêu thụ, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng chế biến sâu, thông qua áp dụng khoa học công nghệ hiện đại và giảm tổn thất sau thu hoạch, chế biến. Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi và làm giàu diện tích rừng tự nhiên, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, phát triển mạnh và nâng cao chất lượng rừng trồng, chú trọng mở rộng diện tích rừng gỗ lớn, đáp ứng nhu cầu chế biến và xuất khẩu, tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào chuỗi giá trị lâm nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng bình quân 5 năm đạt trên 4%. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Rà soát điều chỉnh kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phù hợp với định hướng của Trung ương, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, quy hoạch sắp xếp lại dân cư nông thôn, hình thành và phát triển đô thị, huy động lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án có mục tiêu, nội lực trong nhân dân để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, nâng cao tiêu chí bình quân trên xã, chỉ đạo xây dựng nâng cao số xã nông thôn mới nâng cao và số xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn thực sự là nơi đáng sống và muốn sống của người dân, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông lâm nghiệp và các tổ hợp tác, phát triển mạnh các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất, phát huy được hết dư địa nông nghiệp ở địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử, kiên quyết không để tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Nhân dịp này, có hai cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua cả nước xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 92 tập thể, 116 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2008-2020. Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Trước hết xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn. Thưa đồng chí, sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được khi thực hiện nghị quyết này. Sau gần 13 năm thực hiện nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Tuyên Quang cơ bản đã có những chuyển biến tích cực, đó là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều vùng nông thôn thay đổi, đã có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí trên một xã và không còn xã dưới 9 tiêu chí. Nông lâm nghiệp thủy sản đang chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cũng đã được đạt được kết quả tích cực, đã có 79 sản phẩm đạt OCOP. Người dân nông thôn có đời sống vật chất và tinh thần tốt hơn. Thu nhập bình quân đầu người nông thôn tăng 4,15 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giai đoạn 2011-2015 là 5% năm. Giai đoạn 2016-2020 là 4,25% năm. Đáp ứng cơ bản về nhu cầu giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin truyền thông, vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy, nhất là trong tham gia thực hiện các chính sách theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được duy trì, củng cố và phát triển. Môi trường, an toàn thực phẩm được người dân quan tâm. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. Quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Thưa đồng chí, để nghị quyết tiếp tục lan tỏa và phát huy hiệu quả, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sẽ được tỉnh Tuyên Quang tập trung đó là gì ạ? Trong thời gian tới, tỉnh ta cần tập trung một số giải pháp cơ bản, đó là
triển khai thực hiện tốt đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển các hình thức hợp tác liên kết sản xuất, khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các hộ sản xuất, người có đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ với gắn với công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị thu nhập của người dân nông thôn, nâng cao hiệu quả ngành lâm nghiệp, xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch sinh thái. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, đi vào chiều sâu, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu một đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, đó là huyện Hàm Yên. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn. Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã mở ra một triển vọng mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh. Để nghị quyết lan tỏa và đi vào cuộc sống, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị hóa nông thôn. Nhà văn hóa thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn được hoàn thành và đưa vào sử dụng nhờ sự chung sức, đồng lòng, tham gia tích cực của bà con nhân dân. Cùng với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, tuyến đường giao thông trong thôn cũng được người dân chung tay thực hiện, tạo diện mạo khang trang cho nông thôn. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc tích cực của người dân cùng với sự tiếp sức của nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã tạo ra động lực để xã Mỹ Bằng thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Năm 2020, Mỹ Bằng là một trong số hai xã đầu tiên ở Tuyên Quang đạt nông thôn mới nâng cao. Đấy là sự vào cuộc và sự đồng tình, ủng hộ nhất trí cao của toàn thể nhân dân trong xã. Do đó thì từ các cái căn cứ tiêu chí đạt nông thôn mới nâng cao ấy, thì đã phân công cho các cái tổ chức, thì sau khi đánh giá các cái nội dung về tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ấy, về kết quả, về sự hài lòng sau khi lấy phiếu ấy, thì nhân dân rất đồng tình ủng hộ cao. Phong trào Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, người dân ngày càng nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nhiều doanh nghiệp, người dân đã tự nguyện đóng góp công sức, vật chất, hiến đất để cùng địa phương thực hiện làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa và kiên cố hóa kênh mương nội đồng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Toàn tỉnh đã huy động 825.400 ngày công lao động, nhân dân hiến trên 36.500 mét vùng đất để hoàn thành bê tông hóa hơn 4.100 km đường giao thông nông thôn. Hết năm 2020, Tuyên Quang có 47 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 38% tổng số xã trong tỉnh. Có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điều kiện sống của người dân khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Có 3 điểm nhấn lớn. Một là về sản xuất nông nghiệp, nông lâm nghiệp thủy sản thì đã chuyển dịch cái cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường và xây dựng các cái sản phẩm có chất lượng. Điểm nhấn thứ hai thì có thể nói là cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tạo ra cái sự thay đổi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cái điểm nhấn thứ ba có thể khẳng định ấy, đó là cái nhận thức, cái trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được nâng lên. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị đã góp phần quan trọng hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đây là minh chứng khẳng định nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội. Từ đó, tạo nên những khởi sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn. Chuyển sang các thông tin khác. Hôm nay 30 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Dự kỳ họp có các đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Yên Sơn đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 50% các chỉ tiêu nông thôn mới năm 2021. Đề án trồng 1 tỷ cây xanh đạt trên 80% kế hoạch.
Tổng thu ngân sách đạt trên 460 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm. Toàn huyện giải quyết việc làm cho trên 1.400 lao động. Trong 6 tháng đầu năm, huyện tiếp tục triển khai kế hoạch di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm, quyết tâm hoàn thành 2 xã nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản với mục tiêu đạt trên 98% kế hoạch, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Kỳ họp đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn đề án xây dựng làng văn hóa dân tộc Cao Lan, thôn Động Sơn, xã Trần Sơn gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Cũng trong sáng nay 30 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có 150 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ huyện Sơn Dương đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần sáng tạo của các cấp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nhiều phong trào cuộc vận động thu hút đông đảo hội viên tham gia. 100% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 bà sạch. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm dần theo các năm. Những kết quả đạt được là tiền đề, động lực để các cấp hội phụ nữ huyện Sơn Dương tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò và vị thế của hội viên phụ nữ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16. Trong phần tiếp theo của chương trình, mô hình tổ COVID-19 cộng đồng được xem là cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua 2 tháng triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với sự tham gia tích cực của các cấp bộ đoàn đã có nhiều hoạt động và việc làm được triển khai thực hiện. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đang đẩy nhanh công tác tiêm chủng với chủ trương vaccine có đến đâu, tiêm hết đến đấy. Song cùng với đó, các địa phương cũng tăng cường siết chặt các biện pháp phòng dịch. Cả nước đang chạy đua với thời gian để bằng mọi cách nhanh nhất ngăn chặn sự lây lan của virus. Là địa phương giáp danh với tỉnh Tuyên Quang, đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có các bệnh trở về từ vùng dịch, làm lây lan dịch ra cộng đồng. Địa phương này đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 tại một số khu vực. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Thái Nguyên đã tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà chỉ phục vụ không quá 20 người, dừng hoạt động karaoke, phòng tập. Bộ Y tế đã cho Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm rút gọn quy trình tiêm vaccine ngừa COVID-19, tinh giản một số thủ tục như đơn giản khâu khám sàng lọc người dưới 65 tuổi không có bệnh nền, giảm thời gian theo dõi sau tiêm với người khỏe mạnh. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, rút gọn những thủ tục này, nhân lực dư ra sẽ được huy động để mở thêm các điểm tiêm chủng mới. Thời gian chờ người tiêm, theo dõi sau tiêm ít hơn nên sẽ tăng được số lượng tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và tăng tốc độ bao phủ tiêm chủng. Tại Hà Nội, thành phố sẽ không dỡ bỏ các chốt kiểm soát tại các trục đường nội đô. Thay vào đó là rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như mệnh lệnh thời chiến. Việc thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày chỉ đem lại hiệu quả thực sự nếu thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Bởi chỉ cần một hai nơi lơ là, chảnh mảng thì cả thành phố có thể phải vất vả làm lại từ đầu. Tại Tuyên Quang, mô hình tổ COVID-19 cộng đồng được xem là cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát và quản lý chặt những người trở về địa phương, đặc biệt là những người về từ vùng có dịch, những việc làm tổ COVID cộng đồng thôn Lĩnh, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đã và đang góp phần đảm bảo an toàn phòng dịch, ngăn ngừa dịch bệnh tại cộng đồng dân cư. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện tốt công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hai nữa là báo cáo nhanh, thứ nhất là những con em, công nhân trong thôn mà đi làm ăn ở các tỉnh ngoài về báo cáo trực diện với các thành viên để nói chung tổng hợp báo cáo xã vào 15 giờ hàng ngày. Ngay sau khi dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp, các tổ COVID-19 cộng đồng ở các địa phương đã nhanh chóng được kích hoạt và tăng cường hoạt động. Mỗi tổ COVID cộng đồng có từ 5 đến 10 thành viên. Hiệu quả rõ nhất ở các tổ COVID cộng đồng chính là việc giám sát dịch tễ hiệu quả hơn. Nhờ đó,
các địa phương đã sớm phát hiện, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nghi nhiễm, các đối tượng F1, F2, F3, tránh dịch xâm nhập vào cộng đồng. Tuyên truyền cho bà con một ngày 3 lần, sáng, trưa và tối, để tuyên truyền cho bà con hiểu về cái tình hình dịch bệnh COVID hiện nay. Chúng tôi làm tốt cái công tác rà soát những cái người ở nơi khác về địa phương và báo cho bên y tế và báo cho bên phường biết. Thời gian thực hiện vừa qua thì nhận thấy là cái tổ COVID cộng đồng này thì rất là phát huy hiệu quả trong cái việc tuyên truyền cũng như là giám sát cũng như nắm bắt tình hình các công dân đi lao động trở về địa phương để chấp hành các cái quy định phòng chống COVID trên địa bàn có hiệu quả. Các tổ giám sát phòng chống COVID cộng đồng đã và đang hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong phòng chống dịch COVID-19, phát huy được vai trò, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong cuộc chiến chung đẩy lùi dịch bệnh. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhật Bản ngày hôm nay tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trên 10.000 ca. Chính phủ nước này đang lên kế hoạch để đưa thêm 3 tỉnh giáp thủ đô Tokyo và Osaka vào danh sách các khu vực áp đặt tình trạng khẩn cấp do số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc tăng đột biến trong những ngày qua. Nhật Bản sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Saitama, Chiba, Kanagawa cũng như Osaka sau khi nước này liên tiếp lập kỷ lục ca mắc COVID-19. Tình trạng khẩn cấp đối với 4 địa phương này sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Đáng chú ý, thủ đô Tokyo, nơi diễn ra Olympic 2020, đang đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh gia tăng liên tục. Tại Nhật Bản, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 ngày hôm nay cho biết đã ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới liên quan đến Thế vận hội này, mức cao nhất kể từ khi Ủy ban này tiến hành thống kê vào đầu tháng 7. Hiện tổng số ca bệnh liên quan đến Olympic Tokyo 2020 đã tăng lên 220 ca. Chuyên gia y tế Nhật Bản cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm tăng, trong đó có cả nguyên nhân hoạt động tiêm chủng tập trung nhiều người, lây lan nhanh của biến chủng Delta hay từ Olympic Tokyo 2020. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây thông báo một số bước đi mới mà chính quyền của ông sẽ thực hiện nhằm khuyến khích thêm nhiều người dân đi tiêm phòng và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh tốc độ tiêm vaccine tại Mỹ chậm lại, trong khi biến chủng Delta lây lan nhanh gây lo ngại bùng phát làn sóng COVID-19 mới. Trong các biện pháp mới, có việc yêu cầu tất cả các nhân viên liên bang phải chứng minh tình trạng tiêm chủng hoặc họ sẽ phải đối mặt với những quy trình nghiêm ngặt. Tổng thống Biden cho biết các nhân viên chính phủ sẽ được yêu cầu chứng minh tình trạng tiêm chủng. Những người chưa tiêm vaccine sẽ bị buộc phải đeo khẩu trang khi làm việc, giữ khoảng cách với các nhân viên khác và khách tới cơ quan, cần làm xét nghiệm sàng lọc hàng tuần hoặc 2 lần một tuần và phải chịu các hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ cũng thể hiện các nỗ lực khác nhằm khuyến khích người dân tiêm phòng, trong đó có việc kéo dài thời gian nghỉ có lương cho những người nghỉ việc để tiêm vaccine cho bản thân và các thành viên trong gia đình họ. Chính quyền Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các quan chức tiểu bang và địa phương trích gói ngân sách 350 tỷ đô la Mỹ đã phân bổ để tặng 100.000 đô la Mỹ cho người mới tiêm vaccine, nhằm khuyến khích tiêm chủng như một động lực để tăng tỷ lệ tiêm chủng, bảo vệ cộng đồng và tính mạng con người. Israel sẽ bắt đầu cung cấp mũi tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 thứ 3 cho những người trên 60 tuổi nhằm làm chậm sự lây lan của biến thể Delta tại nước này. Dự kiến từ ngày 1 tháng 8, Israel sẽ tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho người từ 60 tuổi trở lên nếu họ có nhu cầu. Phản ứng trước thông tin này, nhiều người Israel bày tỏ ủng hộ. Chiến dịch tiêm chủng tại Israel đã bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Giai đoạn đầu của chiến dịch tập trung vào đội ngũ y tế, những người trên 65 tuổi và những người mắc bệnh mãn tính. Hiện Israel cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. Trong một diễn biến liên quan, hãng Pfizer cho rằng nên tiêm thêm mũi vaccine tăng cường để nâng cao hiệu quả chống lại virus. Công ty này cho biết sẽ nộp đơn xin cấp giấy phép khẩn cấp tại Mỹ để có thể tiêm mũi tăng cường sớm nhất vào tháng 8. Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. Tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, vụ thu hoạch nhãn năm nay đúng vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Người dân rất lo lắng trong việc tiêu thụ sản phẩm do việc thông thương đi các tỉnh bị thắt chặt để phục vụ công tác phòng chống dịch. Với 3 hectare nhãn, trung bình mỗi năm thu hơn 20 tấn quả. Gia đình bà Nguyễn Thị Cầm là một trong những hộ trồng nhiều nhãn của xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. Đầu vụ, thương lái đã đến tận vườn thu mua lứa nhãn chín sớm với giá là 40.000 đồng một kg. Thời điểm đó, trung bình mỗi ngày, vườn của nhà bà xuất đi thị trường 2 tạ nhãn.
nhưng đến khi nhãn chín rộ thì không thấy thương lái đến thu mua nữa. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thông thương đi các tỉnh bị thắt chặt, khiến nhãn ở đây khó tiêu thụ, giảm giá bán. Bắt đầu vào đầu vụ thì giá nhãn cũng được giá và thương lái cũng đến nhiều, nói chung là đông khách mua. Nhưng mà mấy hôm nay là vì dịch bệnh Covid nhiều quá, đâm ra là thương lái cũng giảm, giá cả thì hạ nhiều. Bản thân chúng tôi người nông dân là cả một năm thì trông chờ mùa nhãn để thu hoạch, nhưng mà bây giờ Covid nhiều quá đâm ra cũng lo về số lượng nhãn nhiều nhưng sợ không tiêu thụ được. Vụ nhãn ở xã Thái Bình năm nay được mùa, sản lượng ước đạt trên 1.500 tấn, tăng 15% so với năm ngoái. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trong khoảng 10 ngày trở lại đây khiến cho sức tiêu thụ nhãn tại thị trường ngoài tỉnh như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên giảm đáng kể. Giá nhãn loại A từ 40.000 đồng một kg nay giảm còn 12.000 đồng một kg, nhưng vẫn khó bán. Giải pháp trước mắt được chính quyền cũng như người dân đưa ra đó là đẩy mạnh tiêu thụ nội tỉnh. Khuyến khích người dân kết nối với thương lái tại các chợ đầu mối địa phương, các khu trung tâm, khu công nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Dịch Covid-19 diễn biến hết sức là phức tạp. Do vậy mà cái việc mà tiêu thụ sản phẩm đối với lại quả nhãn của bà con nhân dân trên địa bàn xã này cũng gặp rất nhiều khó khăn về giá cũng như là về cái thị trường tiêu thụ. Đối với chính quyền địa phương cũng tập trung vào cái nhất là qua cái hình thức là nhờ các cơ quan truyền thông đấy, của huyện rồi của tỉnh rồi là cơ quan thường trú đóng trên địa bàn để mà kết nối cũng như để giới thiệu tiêu thụ sản phẩm, giúp cho bà con nhân dân xã cũng đã có cái đề xuất với lại các cái hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh Tuyên Quang là sẽ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho cái sản phẩm nhãn cho bà con nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt cái nội dung về phát triển kinh tế cũng như là trong cái thực hiện về tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nâng cao cũng như nông thôn kiểu mẫu của xã. Với người dân xã Thái Bình thì cây nhãn vẫn là một trong những nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp lâu dài, tìm đầu ra và thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nhãn là bài toán không hề dễ, nhất là trong thời điểm hiện nay. Qua 2 tháng triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với sự tham gia tích cực của các cấp bộ đoàn, đã có nhiều hoạt động và việc làm được triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là tuyên truyền, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tiếp sức mùa thi đã thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia. Những hoạt động xuyên suốt nổi bật được các cấp bộ đoàn tổ chức hàng năm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huy động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong những cái dịp hè như thế này thì chúng tôi đã thường xuyên tham gia những cái buổi tình nguyện hè. Chúng tôi sẽ nêu cao tinh thần hơn nữa để tham gia nhiệt tình hơn nữa vào những cái buổi tình nguyện tiếp theo. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Huyện đoàn Sơn Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai thực hiện các cái công trình phần việc thanh niên gắn với việc xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường và bên cạnh đó chủ động kết nối và phối hợp thực hiện có hiệu quả các cái hoạt động an sinh xã hội ở trên địa bàn. Trong đợt đầu của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, tổ chức đoàn đã tham gia xây dựng được 2 công trình cầu dân sinh qua suối, hỗ trợ xây dựng được 15 nhà nhân ái cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1 tỷ 150 triệu đồng, xây dựng được các điểm vui chơi cho thiếu nhi, tham gia hỗ trợ đổ được trên 9,5 km đường bê tông nông thôn, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian tiếp theo thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn vẫn tiếp tục thực hiện 4 nội dung trọng tâm, đó là chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng và chiến dịch tình nguyện hành quân xanh. Trong đó thì đối với lại mỗi chương trình thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện từng đối tượng tham gia, nội dung và phương thức thực hiện cho từng chiến dịch. Kết quả của đợt đầu triển khai sẽ là tiền đề để các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
60 giây cập nhật. Ngày 30 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai thực hiện văn bản số 5187 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19. Theo đó, không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có giấy nhận diện có QR code còn thời hạn do ngành giao thông vận tải cấp vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng, trừ các hàng hóa cấm sản xuất kinh doanh theo quy định trên tất cả các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước. Trường hợp phương tiện không có giấy nhận diện có QR code hoặc có nhưng hết thời hạn thì thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người trên phương tiện. Việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra vào các địa phương, địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa, cảng, bến, nhà ga, kho bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông. Người trên phương tiện chở hàng hóa lưu thông phải thực hiện nghiêm quy định 5K và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm. Tại các vùng có dịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động có giải pháp phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp, hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm đô thị để phòng chống dịch bệnh nhưng phải đảm bảo hoạt động vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng hóa thông suốt địa bàn. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên từ 0 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021. Chủ động xử lý những vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.